Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 23 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ nâng cao. Chủ đề của phần 23 này là Khai phân ba sử chi xuê lò rễn, miền phê quê rễn lì pha liu sứa nhện. Khai phân ba sự chi xuê lò rễn, tức là cụ già 87 tuổi ở thành phố Khai Phong, thành phố Khai Phong thuộc tỉnh Hà Nam của Trung Quốc khai phong phủ trong khi bầu công là nơi đây rồi khai Phong ba sự chi rơi lò rỉnh cụ già 87 tuổi ở thành phố khai phong miền phê là miễn phí quê rỉnh lì pha tức là cày rỉnh lì pha um, hớt tóc cho mọi người lì pha là hớt tóc lưu sử là 62 năm khai Phong ba sữa chi rơi lò rỉnh miền phê quê rỉnh lì pha lưu sử và sau đây xin mời các anh chị và các bạn cùng tham khảo cái bản từ và các cái cụm từ có liên quan của bài nhé từ thứ nhất ta có từ xin quẩn ta có từ xin quẩn xin quẩn là tin tức những cái tin mà mới xảy ra đó ví dụ hàng ngày mình xem tin tức á khá là xin quẩn thì đó là từ này đây xin quẩn trẻ mua là cái tiết mục tin tức hoặc là Chương trình tin tức ở trên truyền hình hay là trên radio Là xuyến quẩn Còn một cái từ nữa mình cũng hay dùng Mình cũng hay dùng đó là tin tức Nhưng mà nó không dùng từ này Ví dụ như là từ khi anh ấy đi Mỹ Rồi tôi không có còn tin tức gì của anh ấy nữa hết Thì tin tức đó mình không có dùng từ xuyến quẩn Mà mình dùng cái từ Xeo xi Xin quẩn thì chỉ dùng trên các cái phương tiện truyền thông thôi Ví dụ ở Mỹ Tha đe rinh hở xeo Tôi không có một cái tin tức nào Của anh ấy cả mấy giờ tháo tới ý tiền tôi mấy giờ, một chút tin tức cũng không có. Rồi còn xuyên quẩn là tin tức ở trên các cái phương tiện truyền thông ha. Từ thứ hai là khai phân sư, sư là thành phố, khai phân sư là thành phố khai phong. Ừ. Thành phố khai phong ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Giống như thành phố Hồ Chí Minh thì là hủ Trí miễn sư, thành phố Hà Nội là Hở nây sư từ thứ ba mình có đó là cái tên riêng quảng Chiên của quảng là họ vương trên của là kiến quốc quảng trên của vương kiến quốc cái cụm thứ tư sinh thì pu phang pian sinh thì là sức khỏe nhưng mà nó cũng có cái nghĩa khác là thân thể và phan pian là thuận tiện thân thể không còn thuận tiện nữa có nghĩa là đi đứng bất tiện à, đi lại bất tiện hay là đi đứng bất tiện cái người lớn tuổi tay chân rất là yếu rồi Đi đứng bất tiện thì mình sẽ dùng Sinh thị pu phan biên Sinh thị pu phan biên Còn tay chân mà không còn nhanh nhẹn nữa Làm cái gì cũng rất là chậm chạp Thì nó gọi là sổ chèo pu liễn Là tay chân nó không có còn linh nữa Tức là không có còn linh hoạt nữa Rồi, sinh thị pu phan biên Tức là đi đứng bất tiện Đi lại bất tiện Cộng thứ năm là lì pha Chúng ta nhớ từ pha này là thanh tư nha Thổ pha là tóc rồi lì pha là hớt tóc Thì cũng có người nói là đi cắt tóc đó thì cũng được Rồi à, cắt tóc thì cũng có một cái từ là chèn pha Rồi lì pha Cái tiếp ta có từ thứ sáu là chèn to To là con dao ta to, xèo to, dao lớn, dao nhỏ gì đó Và chèn là động từ cắt Thì chèn to là cái kéo một, một, một cái kéo thì lượng từ nó dùng từ bà Những cái thứ mà mình có thể cầm hoặc là thao tác trên tay thì lượng từ nó hay dùng là từ bà dí bà chèn to hay là dí bà to một con dao hay là một cây kéo à, dí bà đó dịch là cây đó một cây kéo từ uh, cụm từ thứ bảy tiên tung tiên tung là điện động tức là cái gì mà sử dụng bằng điện thì dùng là tiên tung lì pha chi lì pha chi là máy cắt tóc nhưng nếu mà nói là lì pha chi không á thì sẽ hiểu đó là một cái tông đơ để cắt tóc á nhưng mà nếu mà mình tiên tung lì pha chi tức là cái tông đơ bằng điện người ta hiểu nó vậy máy cắt tóc là máy cắt tóc chứ không phải là dùng tay nữa tiên tôn lì pha chi từ thứ tám là lẻn sữa là lương thực lẻn sữa chỉ là cục lương thực ví dụ như là cục lương thực miền nam mà xưa ta có nè rồi à, cục thuế rồi đó đó là dùng từ chỉ này lẻn sữa là lương thực lẻn sữa chỉ là cục lương thực từ thứ chín là thuê xíu là nghỉ hưu. Ví dụ như bố tôi đã nghỉ hưu lâu rồi. Wow, ba bà, chào chú thuê xíu là. là thuê xíu hẳn chiều là. Thuê xíu là nghỉ hưu. Từ thứ mười là xanh luận sớ là xe ba bánh. Thì nó chỉ cho cái xe ba bánh giống như mình. Nhưng mà nó mở rộng thêm một nghĩa nữa. Xanh à, luận sớ là cái xe lăn á. Cái xe lăn nó cũng có một số vùng nó gọi là xanh luận sớ xanh luẩn là ba bánh cái từ luẩn đó là cái bánh, bánh xe đó kế tiếp mình có từ thứ 11 một là hoa bãi bãi là màu trắng hoa bãi là hoa râm tức là chỉ cho tóc hoa bãi thổ pha à, Mấy tóc hoa râm tóc hoa râm tức là tóc đã bạc rồi bạc, bạc nhiều rồi hoa bãi thổ pha hủ dừa hủ chừa là râu hủ trợ là râu của mình hủ Và từ thứ 13 là nén lĩnh, nén lĩnh là tuổi hoặc là tuổi tác. À, nén lĩnh à, có khi nó dùng cũng như nén chi, ví dụ như nén lĩnh ta là tức là nén chi ta là tuổi tác đã lớn rồi. Wow, dễ ghê nén chi ta là ông nội của tôi á đã lớn tuổi rồi. Nén chi ta là lớn tuổi rồi. Từ lĩnh nó tách ra cũng là tuổi, ví dụ như huấn lĩnh là cái tuổi kết hôn. Ví dụ như là nam phải 20, nữ 18 hay là gì đó. Rồi tàn lĩnh là tuổi đảng. Liêu sư tàn lĩnh là 60 năm tuổi đảng gì đó. Rồi à, 14 là sen gian. Sen là giống, là giống. Còn gian là dáng vẽ. Như vậy sen gian tức là cho ra vẽ, cho ra dáng, cho đàng hoàng. Giống hổ thì sen gian tức là sống cho đàng hoàng. Đừng có sống lây lất hay là sống một cách vất vả. Hay là đi đứng bất tiện nữa thì như vậy là nó không có khổ theo buổi sen gian là nó sẽ dùng vũ định như vậy rồi sen gian tức là cho ra trò đó ta hiểu ta hiểu nó như vậy thì đó là cái bản từ sau đây chúng ta sẽ vào nội dung chi tiết xin mời mọi người cùng theo dõi rến miễn hoàng san duy san sử rư, xin quẩn Rễn Miễn Hoàng tức là trên cái trang mạng có cái tên của cái trang mạng đó là tên là Nhân Dân như vậy là, là trang mạng Nhân Dân rồi sanh với sanh sửa rửa xin quẩn thì mình dịch là tin tức vào ngày 30 tháng 3 trên mạng Nhân Dân Khửa nán sần khai phân sư tờ ba sử chi sư lào rễn quảng chiên của Khửa nán sần khai phân sư tờ Ba sự chi suy là quảng trên của thì mình dịch từ đằng sau dịch lại cái tên riêng luôn để sau cùng. Ông Vương Kiến Quốc hoặc là cụ Vương Kiến Quốc cũng được. tám 87 tuổi, người ở thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Khở nán sần, khai phân sơ tờ. Ba sự chi suy là rỉnh quảng trên của. mèn phê quê thủng sơ, lính cụ sinh thì tờ lò rỉ, lì pha thì ở đây mọi người cần lưu ý quê tức là kềy à, ngay chỗ này quay là bằng với cày thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ thấy ha là quay ai đó xong rồi chúng ta mới làm gì quay ai đó xong rồi chúng ta mới làm gì đều là quay nè quay thủng sư phận vô sân chi khở sinh thì lò rỉ. Rồi mới lì pha Như vậy là quay ai đó làm gì Tức là đây là hớt tóc cho ai nào Cho đồng nghiệp Cho bạn bè Cho hàng xóm Và những cụ già Đi đứng bất tiện Ở đây mình có thể nói là Kề thủng sư phận vô liễn truy khở Sân hỷ phan bên tờ lò rỉnh Lì pha Ta hiểu nó như vậy Tố nén lại là trong nhiều năm qua Quảng chiến của dung hoai là ủ liêu bả triển to, sứ tô bả tiên tung lì pha chi. Trong nhiều năm qua, ông Vương Kiến Quốc đã dùng hư, dung hoài là đã dùng hư hết, ủ liêu bả triển to, năm sáu cây kéo. Sứ tô bả tiên tung lì pha chi và mười mấy, mười mấy cái máy hớt tóc bằng điện. Sứ tô bà tiên tông lý phá chi. Chí hoài là chi liang chư xỉn chơ. Chí hoài là chi liang chư xính chơ. Và đã cưỡi, cưỡi hoặc là đạp hoặc là dùng đạp hư hết bảy chiếc xe đạp. Tức là ông đi đây đi đó nhiều và hư đến bảy chiếc xe đạp. Quê san quan tố khơ rẩn lì pha. Tức là kề san quan tô rẩn. Hoặc là san quan tô khơ rẩn lì pha. Ở đây từ khơ rỉnh nó bỏ vào trong ngoặc kép ừ. Tức là đây là một cách nói thôi Như vậy là ông đã hớt tóc cho hơn 30.000 khách hàng Khơ rỉnh là khách hàng hoặc là khách cũng được Nhưng mà bỏ trong ngoặc Nhưng mà vì ông không lấy tiền mà Vì ông không lấy tiền Quê san quanh tố khơ rỉnh lì pha Lào rỉnh tơ lì pha cu sơ Cái <laughs> câu chuyện cái câu chuyện hớt tóc của cụ già này lão nhân đã lì pha cú sơ sự sống di chiều ủ chiều nén khai sự ta nó đã bắt đầu từ năm 1959 lão nhân lì pha cú sơ lão nhân ta lì pha cú sơ sự là là sống di chiều ủ chiều nén khai sự ta bắt đầu từ năm 1959 tức là từ đó đã lan truyền ra rồi đó Na sử hô là lúc đó. Quảng trên của trai khai phân sư, liễn sử chỉ, cung chua, cung chua hình mãn. Lúc đó quảng trên của trai ông hoặc là cụ, cụ vương kiến quốc. Làm việc ở đâu nào? Trai khai phân sư, liễn sử chỉ, cung chua, làm việc ở cục lương thực ở thành phố Khai Phong. Trai khai phân sư, liễn sử chỉ, cung chua, cung do, do hình mãn và công việc rất là bận rộn. <laughs> suy lì pha sáng sáng tẩy tầng hình sáng sửa chén Suy lì pha là đi hớt tóc. Sáng sáng tẩy tầng chữ tẩy đây. Cái từ tẩy là bằng với do. Là thường thường phải chờ hoặc là thường xuyên phải chờ giao tầng. Hình sáng sửa chén Là rất lâu. Rất lâu thì mình có thể nói là hỉnh chiều cũng được. Như vậy là suy lì pha sáng sáng giao tầng hỉnh chiều có thể nói như vậy. Ha chiu chư sẽ là lì pha. Ha chiu chư sẽ là lì pha. Ông ấy bèn, từ chiếu đây là bèn, tự học hớt tóc luôn. Ha chiu chư sẽ là lì pha. Sự chén di sản thì mình cũng có thể nói là sự chén sản là dần dần, Để, dần dần. Cúng dồ mến, tức là những cái người đồng nghiệp, À, những anh em đồng nghiệp có thể chỉ những người công nhân rồi những người làm công tác văn phòng tập dịch nói chung hết là cúng dồ mệnh Rồi à, những anh em đồng nghiệp chuyện tơ tô chuyện tơ là đều cảm thấy tô chuyện tơ là đều cảm thấy cung dồ mệnh tô tơ Thá lì tơ xô những anh em đồng nghiệp đều cảm thấy ông ấy hết chứ lì là lì phá đó ông ấy hết cũng được phú so là cũng tốt á. rồi trẻ ta tha lì ta so lại tố tơ rỉnh ngày càng có nhiều người chiêu lại trò tha lì pha đến để tìm ông ấy hớt tóc duy lại tố tơ rỉnh chiêu lại trò tha lì pha Y chữ chín xưa nẻn năm 1994 lưu sử xuê tờ quảng trên của thuê siêu là lưu sử xuê tờ quảng trên của thuê siêu là năm 1994 cụ vương kiến quốc 60 tuổi thuê siêu là là đã nghỉ hưu đã về hưu sáng sáng dù y xe phu chín tờ lào rỉnh thường xuyên có một số cụ già sống ở vùng lân cận phu chín là lân cận hoặc là gần đó sáng sáng dù y xe phu chín tờ lào rỉnh lái trò thá lì pha lái trò thá lì pha đến tìm ông ấy để hớt tóc Dù y nén tung thiên Dù y nén là có một năm Dù y nén tung thiên là Vào mùa đông của một năm nọ Vào mùa đông năm nọ Quảng trên của chai quay men Khăn to dĩ quay lò rỉnh Chua trai san luận chơ sang Quảng trên của trai ngoài men à, cụ vương kiến quốc ở bên ngoài nhìn thấy à, bên ngoài tức là ở ngoài đường đó, ta hiểu nó vậy khăn to là nhìn thấy dĩ quay lò rỉnh một cụ già cho trai sang luận sơ sang ngồi trên một chiếc xe lăn ngồi trên một chiếc xe lăn và xe ba bánh y thổ hoa bãi chẳng pha y thổ tức là nguyên một cái phần đầu của mình đó rồi hoa bãi sản pha là có một cái mái tóc dài hoa râm tức là với một mái tóc dài hoa râm trên đầu di thủ là di thủ sản pha di thủ hoa bãi sản pha với một cái mái tóc dài hoa râm sản sản từ hủ suy à, và một bộ râu rất dài hủ suy là râu sản sản từ hủ suy là một bộ râu rất dài Quảng trên của sàng Quảng trên của sàng Cụ vương kiến quốc đã suy nghĩ Nến lĩnh ta là Tuổi tác lớn rồi Sân thì bu phan biên là Sân thì bu phan biên là Đi đứng cũng không còn tiện nữa Đi đứng cũng rất là bất tiện Tan Dễ tài khổ tờ Sáng giang thì tiền nha giang nha ta là nhưng dễ tệ là cũng phải tức là về do khổ tay xen tiền tức là cũng phải sống cho ra vẻ một chút sống cho đàng hoàng một chút chứ không phải là ngồi một chỗ đó rồi mọi việc rồi phải có người chăm sóc phục vụ hầu hạ mà mình phải ráng mình làm khổ đời sen gian tiền đây có ý tiền nhưng mình không muốn nói ý thì thôi sủng na cơ sử hô khai <laughs> sử. Ông ấy bắt đầu từ thời điểm đó, Hoặc là từ lúc đó. Thá sủng na cơ sử hô khai <laughs> sử. Chiêu mề thiên suy bua thủng là ti phán. Mỗi ngày ông ấy đi, Ở những nơi khác nhau. Chiêu là thầy, Mề thiên xuy bua thủng là ti <laughs> phán. Bua thủng là khác nhau. Quay lào rỉnh, Mèn phê lì pha. Quay lào rỉnh, mền phê lì pha tức là hớt tóc miễn phí cho các cụ già tại vì thấy cái cụ già đó đi đứng bất tiện mà râu tóc thì rất là dài đó cho nên ông ấy mới nghĩ ra như vậy chiêu mày thì anh suy bua thủng ta ti phán quay lò rển phê lì pha man man ta à, dần dần tha từ khơ rển khách hàng của ông ấy hoặc là khách của ông ấy khơ rển vẫn bỏ trong ngoài kép

và thân thể不方便的老人理发。quá sáu mươi năm, trong sáu mươi hai năm qua, lịch sử nén gen là trong sáu hai năm, rồi qua chi là quá khứ thì mình dịch là trong sáu hai năm qua, quảng trên của Mền phê, cụ vương kiến quốc đã miễn phí, là làm gì miễn phí nào. Như vậy là hớt tóc miễn phí cho các đồng nghiệp dù rỉnh là bạn bè lĩnh trí là hàng xóm và những cụ già đi đứng bất tiện Sủng Mỹ giao qua gì phân xến? từ trước đến nay sủng mỹ từ trước đến nay mình phủ định trong quá khứ thì dùng mỹ à, còn về tương lai thì không biết còn nếu không thì từ trước đến nay không có làm điều gì đó thì là sủng bu ở đây là phủ định từ trước đến bây giờ là sủng mỹ sủng mỹ giao cô gì phân sẻ giao cô gì phân sẻ từ trước đến nay chưa từng đòi qua một xu thì giao đây là đòi ví dụ ở china có công sư giao chuyện tôi đi công ty đó để đòi tiền sủng mỹ giao của vị phân xẻn tức là trước nay chưa từng đòi một đồng hoặc là chưa từng lấy một đồng hay một xu gì đó cũng được chỉ sử nén lại mấy mươi năm qua quảng trên của buổi giao chỉ cơ lì pha tiên mấy mươi năm qua cụ vương kiến quốc không cần đến một cái tiệm hớt tóc lì pha tiên là tiệm hớt tóc thì đó là nội dung đó là nội dung chi tiết của bài. Vừa rồi mọi người nghe mình giải thích thì mọi người nắm hết không ạ? À? Sau đây, xin mời mọi người nghe mình đọc lại một lần à, với tốc độ nhanh hơn một chút để mọi người nghe cho quen. Phần này chúng ta cố gắng nghe thật nhiều, nghe đi nghe lại, nghe cho thuộc. Sau đó khi kể lại được thì xem như mới thành công nhé. Xin mời mọi người bắt đầu nghe nè. 人民网三月三十日新闻：河南省开封市的八十七岁老人王建国，免费为同事、朋友、邻居和身体不方便的老人理发，一直做了六十二年。多年来，王建国用坏了五六把剪刀。 十多把电动理发器，骑坏了七辆自行车，为三万多客人理发。老人的理发故事是从一九七九年开始的。那时候，王建国在开封市粮食局工作，工作很忙。 去理发常常得等很长时间，他就自学了理发。时间一长，工友们都觉得他理的不错，越来越多的人就来找他理发。一九九四年，六十四岁的王建国退休了，常常有一些附近的老人来找他理发。 有一年冬天，王建国在外面看到一位老人坐在三轮车上，一头花白头发，长长的胡须。王建国想：年龄大了，身体不方便了，但也得活得像样点啊。 他从那个时候开始，就每天去不同的地方为老人免费理发。慢慢的，他的客人就越来越多。过去的六十二年间，王建国免费为同事、友人、邻居和身体不方便的老人理发。 Sổ giao qua y phân tiền. Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 23 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ rất cao này. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Nhân đây cũng chúc mọi người cùng gia đình an lành vượt qua cái mùa dịch bệnh này. Mọi người hãy cho thầy một like và nếu ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký để video clip được lan tỏa nhiều hơn. Để cho những bạn đang không có những cái việc gì để làm trong cái mùa dịch này thì có thể học. Để có thể thêm kiến thức, có thể tìm được những cái cơ hội công việc tốt hơn. À, xin chào mọi người.